Rồi, em xin chào nhà nha. Rồi Senko nha, em lên cho nhà bảng pin năng lượng. Con này bảng titanium luôn. Đó, titanium toàn thân pin năng lượng. Nhưng mà cái form này anh em tay vừa tay nhỏ thôi. Tại cái form nó xay quốc dân, xay dán quân tẹt mà, để em đo xay trước luôn cho. Đo thẳng nha, không đo rè là 3 36 nha. Này nếu mà đo rè phải hơn 37 nha. Nó là chuẩn nó 36 á. Càng luôn là 40 mỏng nè. Đó, 8 đi 9. Con này là pin năng lượng nha, kính sapphire nha, dòng này dòng cao á, kính sapphire ha. Bản titanium cọc số có dạ quang test thôi. Đây. Này có dạ quang nha. Dây khóa bản titanium mà nó còn gì nè. Độ mới còn ok ha, mặt sau đây. Siêu sao chưa bóc nha, đáy sấy ha. Này em bao nhà chuẩn nha, chuẩn dòng Senko pin năng lượng. Này nhà như đang mua cục pin đó nha, mấy dòng này Senko nè. Quá dập hiệu hết rồi. Này nó xay nhỏ nhưng mà dây còn dài, dây con này chắc 18 vừa, so với mặt này dây quá dài nha. Thì này cho anh em thuộc tay vừa tay nhỏ thôi, thích đeo dòng chính hãng Senko mấy này, kính sao khoe ha, pin năng lượng. Anh em mà kiểu đeo đồng hồ là biến thay pin đó, đeo mấy này thì pin năng lượng nha, mình cứ đeo tiếp xúc ánh sáng mỗi ngày thì khỏi cần sạc ha. Còn nếu mà nhiều đồng hồ quá, lâu lâu mình cứ đem ra phơi nắng cứ 4 5 bữa tuần lễ gì đó đem ra phơi nắng nha. Phơi dắt 8 rưỡi tới 10 giờ cũng được. Đó, 10 giờ là nó đã sạc pin ok ha. Rồi, con này thì bản titanium mày, anh em tay vừa tay nhỏ thôi. Con này bán 750 nha. 750 mã B57 ha. Anh em mà dị ứng với bản thép inox á, mồ hôi muối này, chốt mấy này. Nhìn nó kiểu lịch sự nha. Kính sapphire luôn ha. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.